Hôm nay khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu duy trì hình thái thời tiết ban ngày đôi lúc có nắng gián đoạn, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Vài nơi mức nhiệt cao hơn 1 độ, thấp nhất trong ngày từ 25 đến 27 độ. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuôi Bột. Ngày nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 31 đến 33 độ, độ ẩm 77 đến 82%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuôi Bột. Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 30 đến 32 độ, độ ẩm 78 đến 83%. Huyện Côn Đảo ngày nắng có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm 78 đến 83%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển có lúc động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 8 tháng 9 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 338 cm vào lúc 5 giờ 45 phút và nước ròng mức thấp nhất 135 cm vào lúc 14 giờ 20 phút.